Chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người điều khiển chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 6 năm 2021, có nội dung như sau. Chương 2, thiên thứ nhất, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954 Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Lễ tưởng niệm Ngài Tăng Yêu Bái tại Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, để mở đầu, kính mời quý vị theo dõi chương 2, thiên thứ nhất, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954 do Đỗ Hiếu và Đào Trường Phúc phụ trách. Chương 2, thành lập Việt Nam Quốc dân đảng. Tổ chức Nam Đồng Thư Xã. Từ cuộc mưu sát toàn quyền Mek Lang ở Sa Điện đến vụ bắt cóc cụ Phan Bộ Châu đưa về giam ở Ngục Thất Hỏa Lò Hà Nội. Tiếp đến lễ an táng hai nhà chí sĩ Phan Chu Trinh, Lương Văn Can. Trong những năm 1924-1925, 1926-1927, phong trào chính trị trong nước thật là sôi động. Đáp ứng phong trào chính trị sôi động ấy, cuối năm 1925, ba thanh niên trí thức Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài, Hoàng Phạm Trân đứng ra tổ chức Nam Đồng Thư Xã ở số 6 đường 96 khu Nam Đồng trước bờ hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Chuyên trứ tác dịch thuật và xuất bản các sách thuộc loại ái quốc như Cách mạng Trung Hoa, Lịch sử Tôn Giật Tiên, Cách mạng Thế giới, Chủ nghĩa Tam dân, v.v. Là loại sách phổ thông lại bán giá bình dân nên đã gây được một tiếng vang không nhỏ và đã lôi cuốn được một số thanh niên, trí thức, sinh viên thường lui tới. Nhưng đặc biệt có cảm tình mật thiết hơn có Nguyễn Thái Học, sinh viên trường Cao đẳng Thương mại, Phó Đức Chính, sinh viên trường Cao đẳng Công chính, Hồ Văn Mịch, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm.
Ngoài ra còn có Trần Vĩ, Lưu Văn Phùng, Vũ Hiển, sinh viên trường cao đẳng y khoa cũng thường hay lui tới. Họ thường gặp nhau, đề tài thảo luận say sưa là vấn đề chính trị trong nước cũng như ngoài nước. Công tác hoạt động thường xuyên của nhóm thanh niên sinh viên này về xã hội, tổ chức lớp học tối, dạy quốc ngữ cho anh chị em lao động được miễn phí, gây quỹ tiết kiệm đồng xu cho giới thợ thuyền. Về chính trị, hô hào đồng bào tham dự đông đảo các cuộc biểu tình đòi ân xá cho nhà cách mạng Phan Bội Châu, vận động đồng bào, nhất là giới sinh viên học sinh, tham dự lễ truy điệu hai nhà chí sĩ Phan Chu Trinh, Lương Văn Can, và nhất là bí mật trực tiếp can thiệp với đồng bào ở Hải Phòng không nên mắc mưu sâu độc của thực dân về vụ xung đột tẩy chay Hoa Kiều. Bởi vậy, mật thám Pháp để ý bắt đầu theo dõi từng người thường xuyên lui tới Nam Đồng Thư Xã. Về sách xuất bản của Nam Đồng Thư Xã, chúng để cho in xong rồi tịch thu. Nhiều cuốn đã phát hành từ trước, chúng ra nghị định cấm lưu hành và tàng trữ. Số vốn đã không có là bao, bị hao mòn dần, đi tới quyết định đình chỉ công tác về xuất bản. Vào khoảng giữa năm 1927, người cột trụ của Nam Đồng Thư Xã là nhà giáo Phạm Tuấn Tài phải đổi lên tỉnh Tuyên Quang. Nhưng thường hàng tháng, họ Phạm vẫn về Hà Nội sinh hoạt với các đồng chí. Ở Tuyên Quang, Phạm Tuấn Tài vẫn bí mật tuyên truyền tổ chức được một nhóm tại đấy, đa số là những nhà giáo trẻ tuổi. Sau khi Việt Nam Quốc Dân Đảng chính thức thành lập, họ Phạm tránh sự để ý của mật thám, nên anh đã cử nhà giáo trẻ tuổi là Nguyễn Triệu Luật làm đại biểu tỉnh Đảng Bộ Tuyên Quang về Hà Nội họp tổng bộ sau này. Ngày đản sinh Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nguyễn Thái Học, với tuổi ngoài đôi mươi, vốn sẵn có bầu máu nóng, thương nước yêu nòi. Ông tin tưởng phần nào vào xã hội chủ nghĩa. Năm 1925, Nguyễn Thái Học gửi cho Varen toàn quyền Đông Dương hai bức thư đề nghị cải cách nền công thương Việt Nam, và nhất là nên thiết lập một trường cao đẳng công nghệ ở Hà Nội, và kèm theo cả dự án giúp đỡ dân nghèo được sống cuộc đời tương đối dễ chịu hơn. Nhưng cả hai bức thư cũng như dự án đều không được phúc đáp. Chưa chịu thất vọng hoàn toàn, tháng 6 năm 1927, Nguyễn Thái Học lại gửi đơn đến Thống sứ Bắc Kỳ, xin phép xuất bản một nguyệt san lấy tên là Nam Thanh, với mục đích phổ biến, nâng cao trình độ trí thức thể dục cho đồng bào ông, khuyến cáo họ bỏ lối hư danh mà chú trọng về nông công thương nghiệp. Nhưng cũng không được nhà cầm quyền Pháp chấp thuận, viện lý do địa chỉ không đúng. Sự thực là bởi Nguyễn Thái Học ở trong tổ chức Nam Đồng Thư Xã, nên đã bị ghi vào sổ đen của Sở Mật Thám Bắc Kỳ. Trong khi ấy, tại tỉnh Bắc Ninh có một số thảo giã anh hùng, đứng đầu là Quản Trạc và hai sĩ quan trong cơ binh Khố Đỏ tỉnh Bắc Ninh, hợp cùng dư đảng của cụ Hoàng Hoa Thám, định dùng võ lực chiếm cứ yếu điểm quân sự quan trọng của Pháp ở Bắc Ninh và Đáp Cầu làm một cuộc khởi nghĩa. Có một đồng chí tiết lộ cho biết tại Hà Nội có nhóm cách mạng Nam Đồng. Quản Trạc liền phái đại biểu sang Hà Nội liên lạc, yêu cầu khi họ xuất quân thì nhờ nhóm cách mạng Nam Đồng giúp đỡ họ việc ném bom ngay tại Hà Nội để cầm chân quân Pháp không thể tiếp cứu được cho Bắc Ninh Đáp Cầu. Cuộc khởi nghĩa được dự định vào ngày 11 tháng 11 năm 1927. Sau khi tiếp xúc với đại biểu nhóm Bắc Ninh, nhóm Nam Đồng liền triệu tập cuộc họp để thảo luận vấn đề nên giúp hay không. Khi lấy biểu quyết, số tán thành nên giúp nhiều hơn. Phe thiểu số bị nhóm Bắc Ninh đe dọa, trong số đó có Nhượng Tống, Hoàng Phạm Trân. Nên sau đó có mấy bạn
Trần Vĩ, Lưu Văn Phùng, Vũ Hiển rút lui không tới Nam Đồng nữa. Công tác ủng hộ nhóm Bắc Ninh bắt đầu bằng một bài hịch được trao cho Nhượng Tống khởi thảo. Nhưng sau ít ngày thì được tin mưu toan của khởi nghĩa bị bại lộ. Khắp nơi trong hạt Bắc Ninh đã xảy ra nhiều vụ khám xét nhà và bắt người. Sau ngày cuộc âm mưu nổi dậy của nhóm quân nhân Bắc Ninh bị bại lộ và Phạm Tuấn Tài bị cấp tốc đổi đi Tuyên Quang, nhóm Nam Đồng Thư Xã ở số 6 đường 96 bờ hồ Trúc Bạch Hà Nội chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 10 người. Vào khoảng cuối tháng 10 năm 1927, Nguyễn Thái Học triệu tập một phiên họp và đưa ra ý định thành lập một đảng cách mạng bí mật, dùng võ lực lật đổ chế độ thực dân phong kiến, lập nên một chính thể Cộng Hòa nhằm đem lại độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc tiến bộ cho toàn dân. Ý kiến này được mọi người tán thành, và để tranh thủ thời gian, những người hiện diện liền tự động kết hợp lại thành một tổ chức tạm gọi là Chi bộ Nam Đồng Thư Xã, do Nguyễn Thái Học làm chi bộ trưởng. Và các ủy viên gồm có Hồ Văn Mịch, Lê Văn Phúc, Hoàng Văn Tùng, Phó Đức Chính, Hoàng Phạm Trân tức Nhượng Tống, Vũ Huy Trân, Nguyễn Hữu Đạt, Lê Thành Vị, Nguyễn Thái Trác, Phạm Tuấn Tài và Phạm Quang Vân. Số người này liền chia tay nhau, mỗi người đi mỗi nơi liên lạc với những nhà yêu nước lẻ tẻ như nhóm Nguyễn Khê Nghiệp ở Bắc Ninh, Hoàng Văn Đào ở Thanh Hóa, Đoàn Mạnh Chế, Hàn Kiều ở Hưng Yên, Nguyễn Khắc Nhu tức Sứ Nhu ở Phủ Lạng Thương, Đặng Đình Điển tức Hào Điển ở Thái Bình, v.v. Trong thời gian không đầy một tháng, đã thành lập được tất cả là 18 chi bộ, rải rác trên 14 tỉnh Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ, với tổng số đảng viên trên 200 người. Thật là một kết quả vô cùng khả quan và rất đáng khích lệ cho tất cả mọi người. Ít lâu sau, chi bộ Nam Đồng Thư Xã lại được tăng cường với Nguyễn Ngọc Sơn vừa ở Pháp về, Nguyễn Thế Nghiệp và Đỗ Văn Sinh, rồi sau lại có thêm Nghiêm Toản, Nguyễn Văn Viên, Hoàng Cân, Lưu Văn Huệ. Đầu tháng 12 năm 1927, trong một phiên họp để tổng kết các thành quả đã thâu lượm được, Nguyễn Thái Học đưa ra đề nghị triệu tập một đại hội đại biểu toàn thể các tỉnh để hợp thức hóa việc thành lập đảng. Đề nghị được mọi người hoan nghênh và chấp thuận ngay. Sau một hồi trao đổi ý kiến, toàn thể đã đồng thanh quyết nghị một chương trình tổ chức sau. Chương trình tổ chức như sau. Ngày giờ khai hội đúng 20 giờ ngày 25 tháng 12 năm 1927. Địa điểm hội trường: làng Thể Giao thuộc thành phố Hà Nội, tại nhà đồng chí Lê Thành Vị. Thành phần tham dự: các địa phương mỗi tỉnh từ 1 đến 2 đại biểu, tùy theo số đảng viên nhiều hay ít. Tại trung ương, tất cả các đồng chí chi bộ Nam Đồng Thư Xã với danh nghĩa ban tổ chức đại hội. Đồng thời, một ủy ban trừ bị và tổ chức đại hội cũng được thành lập với thành phần như sau. Chủ tịch Nguyễn Thái Học, tiểu ban dự thảo chương trình và điều lệ: Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn, Nhượng Tống. Tiểu ban hội trường và đón tiếp: Lê Thành Vị, Nguyễn Thái Trác. Tiểu ban an ninh và trật tự: Nguyễn Hữu Đạt, Đỗ Văn Sinh. Ngoài ra các anh em khác như Nguyễn Thế Nghiệp, Vũ Huy Trân, Phạm Quang Vân, v.v. cũng được phân phối mỗi người một công tác hoặc phụ tá cho một tiểu ban. Qua ngày hôm sau, mọi người đều đi lo phổ biến những quyết định trên các địa phương do mình liên lạc và tổ chức, để họ kịp thời cắt cử đại diện về tham dự đại hội. Đồng thời, các tiểu ban cũng tích cực hoạt động và chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian này,
tất cả những tổn phí về di chuyển tàu, xe và chi tiêu mọi khoản đều do tiền túi của anh em tự xuất ra cả. Kẻ có đóng cho người không, kẻ thừa đưa đỡ cho người thiếu. Cái cảnh túng quẫn thiếu hụt vẫn thường xuyên ám ảnh. Bởi lẽ đa số anh em đều là thanh niên, sinh viên, học sinh, ngoại trừ vài bốn người là công tư chức giáo viên. Tuy nhiên, lúc nào anh em cũng vui đùa, cười giỡn, coi nhau như máu mủ, thương yêu nhau như ruột thịt, có cùng ăn, hết cùng nhịn. Ngày 24 tháng 12 năm 1927, các đại biểu các tỉnh đã tề tựu đông đủ tại Hà Nội, riêng Khiếm Diện, Phạm Tuấn Tài. Hầu hết các đại biểu đều có phương tiện tự trú và tự túc. Qua ngày 25, tối đến, nhân lúc đường xá đông đúc, các nhà thờ Công giáo chuẩn bị làm lễ đêm, các đại biểu tiếp tục đến hội trường ở nhà đồng chí Lê Thành Vị. Hội trường là một căn nhà ngang ở góc trại, lát gạch, lợp lá, tường xây, rộng chừng 4 mét, dài hơn 10 mét. Trang trí thật là tôn nghiêm. Trên tường căng biểu ngữ dài với những dòng chữ nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu lần thứ nhất và ngày thành lập đảng 25 tháng 12 năm 1927. Hội trường được các đồng chí cắt đặt nhau canh gác rất cẩn mật. Đúng 20 giờ, đại hội khai mạc với sự hiện diện của 36 đại biểu đại diện cho 14 tỉnh Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Đó là các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Giang, Kiến An, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thanh Hóa. Chương trình nghị sự gồm có các mục. Thứ nhất, phần khai mạc. Phần khai mạc thứ nhất, đại diện ban tổ chức chào mừng các vị đại biểu và tuyên bố lý do. Thứ hai, giới thiệu ban tổ chức, giới thiệu các vị đại biểu các tỉnh. Thứ ba, bầu vị chủ tọa phiên họp. Phần thứ hai là phần thảo luận, gồm thứ nhất, biểu quyết và thông qua danh xưng, mục đích, tôn chỉ và điều lệ đảng. Thứ hai, bầu cử tổng bộ lâm thời nhiệm kỳ 1. Thứ ba, thông qua chương trình hành động tổng quát. Và thứ tư, các vấn đề linh tinh. Cuối cùng là phần bế mạc, bao gồm lễ tuyên thệ của tổng bộ đắc cử, bàn giao quyền hành mà chi bộ Nam Đồng thư xã trước quyền nhiệm. Cuối cùng là giải tán. Mở đầu, Nguyễn Thái Học, nhân danh ban tổ chức, đứng lên trịnh trọng nói mấy lời chào mừng đại hội, ca tụng tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm của các vị đại biểu đã không quản nguy hiểm giàn lao hăng say về tham dự đại hội một cách đông đảo và nồng nhiệt. Tiếp nói đến lý do và mục đích của phiên họp, sự cần thiết phải thành lập gấp một đảng cách mạng bí mật theo chủ trương thiết huyết, dùng võ lực lật đổ chánh quyền thống trị thực dân phong kiến, lập nên một chế độ cộng hòa, mang lại độc lập, vinh quang cho tổ quốc và tự do, hạnh phúc cho toàn dân. Qua phần giới thiệu, Nguyễn Thái Học trình diện với đại hội từng thành viên một trong ban tổ chức, đồng thời cũng là chi bộ Nam Đồng thư xã, rồi lần lượt đến những vị đại biểu của mỗi tỉnh cùng những thành quả đã thu lượm được ở mỗi địa phương. Để bầu chủ tịch hội nghị, Nguyễn Thái Học yêu cầu đại hội đề cử một vị cao niên trong hàng ngũ đại biểu các tỉnh để phiên họp được thêm phần long trọng và sự phân công cũng công bằng và hợp lý hơn. Tuy nhiên các vị đại biểu này có vị đã gần 70 tuổi như cụ Đặng Đình Điển ở Thái Bình vẫn nhất quyết từ chối, viện lẽ rằng các đồng chí đã nói là ban tổ chức lại đã quen công việc nên xin nhường để anh em đề cử người điều khiển cho phiên nhóm được dễ dàng và mau lẹ hơn. Rốt cuộc Nguyễn Ngọc Sơn được bầu làm chủ tọa, Nguyễn Hữu Đạt và Đỗ Văn Sinh giữ trật tự.
là đảng cách mạng bí mật nên vấn đề pháp lý và thủ tục giấy tờ không mấy cần thiết và phải được giản dị hóa tới mức tối đa, do đó việc bầu thư ký được bỏ qua. Bước sang phần thảo luận, vấn đề lập đảng và danh xưng được đề cập đến trước hết. Toàn thể hội nghị đã chấp thuận và thông qua một cách nhanh chóng thành lập một đảng cách mạng với danh xưng là Việt Nam Quốc dân đảng, viết tắt là VNQD. Đến mục đích và tôn chỉ, cuộc thảo luận trở nên sôi nổi. Nhiều ý kiến khác nhau được nêu lên, vì trong bản dự thảo điều lệ cũng ở khoảng này lại có đoạn ghi mục đích và tôn chỉ của đảng là làm cách mạng quốc gia và cách mạng thế giới. Bốn chữ cách mạng thế giới đã gây hoang mang cho các hội thảo viên. Có người cho rằng thế là thiên tả, có người lại cho rằng như thế sẽ thành cộng sản và đòi phải xóa bỏ hoặc sửa lại. Tuy nhiên, sau ít phút thảo luận, hội nghị đã đồng ý quyết định sửa đổi lại thành đoạn này như sau. Mục đích và tôn chỉ của đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến để lập nên một nước Việt Nam độc lập Cộng hòa, đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong công cuộc tranh đấu giành độc lập của họ, đặc biệt là các lân quốc Ai Lao và Cao Miên. Sau phần còn lại, từ hệ thống tổ chức, điều kiện gia nhập đến nghĩa vụ đảng viên, vân vân. Toàn văn bản dự thảo đã được hội nghị biểu quyết thông qua sau khi sửa đổi một vài chi tiết không mấy quan trọng. Chiếu bản điều lệ này, đảng được tổ chức theo hệ thống dọc, hạ tầng cơ sở là chi bộ, rồi đến tỉnh bộ, kỳ bộ và thượng tầng cơ sở là tổng bộ. Số đảng viên tối đa ở mỗi chi bộ là 19 người, vì theo luật lệ hiện hành, bất cứ cuộc họp hành nào có từ 20 người trở lên đều phải xin phép trước với nhà cầm quyền. Mỗi chi bộ được bầu ra một chi bộ trưởng, một ủy viên đại diện lên tỉnh bộ, bốn trưởng ban, tổ chức, tuyên truyền, tài chính và trình thám, hợp lại thành ban chấp hành chi bộ và cứ 6 tháng bầu lại một lần. Tỉnh bộ lập thành bởi các đại biểu các chi bộ cử lên, cũng gồm 19 người, có một tỉnh bộ trưởng, một ủy viên đại diện lên kỳ bộ và bốn trưởng ủy ban như chi bộ. Trên tỉnh bộ là kỳ bộ, nguyên tắc tổ chức cũng vậy, và mỗi kỳ bộ được cử một số ủy viên đại diện lên để hợp thành tổng bộ. Tổng bộ là cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng, có một vị chủ tịch đảng, một phó chủ tịch và 8 trưởng ủy ban, tổ chức, tuyên truyền, tài chính, trinh thám, ngoại giao, binh vụ, giám sát và ám sát. Tổng bộ cũng 6 tháng bầu lại một lần, và gồm tối đa là 19 nhân viên. Cách tổ chức này hoàn toàn theo nguyên tắc đại nghị, cực kỳ dân chủ, và đúng với câu tuyển chọn rồi phục tùng, élire et obéir. Đến điều kiện muốn được gia nhập đảng, phải có 2 đảng viên cũ giới thiệu và bảo lãnh, phải qua sự điều tra trước của ủy ban trinh thám, ít nhất là nửa tháng, phải được toàn thể ban chấp hành chi bộ ưng thuận, và sau chót phải làm lễ tuyên thệ. Trước bàn thờ tổ quốc, trong một phiên họp khoáng đại chi bộ, có sự giám sát của nhân viên tỉnh bộ. Còn nghĩa vụ của bất cứ người đảng viên nào thì cũng phải là hy sinh tất cả cho đảng, cho quốc gia dân tộc, kể cả xương máu. Sau khi thông qua bản điều lệ thì đã sắp đến 23 giờ, hội nghị bắt đầu nghỉ giải lao. Thì anh Phạm Tuấn Tài đến 23 giờ 15 phút, hội nghị tái nhóm. Thảo luận sang vấn đề bầu cử tổng bộ lâm thời. Về vấn đề này, các đại biểu các tỉnh nêu lên 2 ý kiến. Một số đại biểu cho rằng từ trước đến nay nhóm anh em Nam Đồng Thư Xã tuy chỉ khiêm tốn xưng danh là một chi bộ, nhưng trong thực tế chính là một ban sáng lập, hành xử như một cơ quan lãnh đạo lâm thời, kiêm nhiệm hết thảy mọi công tác về vận động và tổ chức. Do đó giờ đây các vị này đã đề nghị đại hội chính thức biểu quyết tín nhiệm đề cử toàn thể chi bộ Nam Đồng Thư Xã vào chức vụ tổng bộ lâm thời nhiệm kỳ đầu tiên, hầu tránh mọi sự xáo trộn và bỡ ngỡ có thể xảy ra với những thành phần mới lạ, đồng thời cũng để ghi công đối với những người đã tích cực góp sức vào sự nghiệp xây dựng nên đảng. 2. Một số đại biểu khác lại quan niệm rằng việc chính thức bầu ra một tổng bộ lâm thời lúc này là cần thiết và bắt buộc
theo đúng trong bản điều lệ vừa được đại hội biểu quyết và thông qua. Hơn nữa, để có thêm uy tín và rộng quyền hành trong tương lai, cơ quan này phải có tính cách công cử cùng sự đại diện rộng rãi của các địa phương. Đề cập đến chi bộ Nam Đồng Thư Xã, các vị này cho rằng, đấy không những chỉ có vấn đề ghi công, mà còn cần để đánh dấu và lưu niệm mãi mãi một cơ quan hạ tầng căn bản đầu tiên đã phát nguyên ra đảng. Do đó, hội nghị phải suy tôn bằng một danh dự gì xứng đáng hơn, vĩnh cửu hơn việc chỉ đề cử chức vụ tổng bộ lâm thời trong một thời gian hữu hạn và ngắn ngủi. Ý kiến này được hầu hết các đại biểu tán thành, và sau khi thảo luận qua loa, hội nghị đồng thanh quyết định như sau: suy tôn chi bộ Nam Đồng Thư Xã là đệ nhất chi bộ. 2. Bầu tổng bộ lâm thời theo đúng những nguyên tắc trong bản điều lệ vừa được thông qua. Đến đây, Nguyễn Thái Học thay mặt cho chi bộ Nam Đồng Thư Xã đứng lên nhận lãnh danh hiệu đệ nhất chi bộ và tỏ lời cảm ơn toàn thể đại hội. Vừa dứt lời thì có tin báo động từ phía nhà đồng chí Nguyễn Thái Trác ở phố Chợ Đuổi đưa vào. Phiên họp lập tức được tuyên bố tạm ngưng. Các đại biểu bình tĩnh theo các hướng dẫn viên rút lui qua đường nhà tương đau mắt, tản mát và mang theo tất cả những tài liệu quan trọng. Hội trường cũng được cấp tốc thu gọn và không còn để lại một vết tích gì khả nghi nữa. Đúng 2 giờ 30 phút, hội nghị tái nhóm tại căn lầu Nam Đồng Thư Xã. Nguyễn Hữu Đạt yêu cầu đừng ai ghi chép gì cả và cũng đừng giữ trong mình giấy tờ gì có liên quan đến cuộc họp. Hội nghị bắt đầu bằng việc bầu cử tổng bộ lâm thời. Tuy gọi là bầu, nhưng thực ra thì chẳng có một ai dám ứng cử hay tranh cử gì cả, mà chỉ là một cuộc đề cử khiêm tốn, nhường đi, nhường lại hồi lâu, rồi mới đưa đến được kết quả. Chủ tịch Nguyễn Thái Học, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Nghiệp, Ủy ban Tổ chức Phó Đức Chính, trưởng ban, Lê Văn Phúc, Phó, Ủy ban Tuyên truyền Nhượng Tống, trưởng ban, Ủy ban Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ Văn Mịch, Ủy ban Tài chính Đặng Đình Điển, Đoàn Mạnh Chế, Ủy ban Giám sát Nguyễn Hữu Đạt, Hoàng Trác, Ủy ban Trinh sát Trương Dân Bảo, Phạm Tiềm, Ủy ban Ám sát Hoàng Văn Tùng, Ủy ban Binh vụ. Để kết thúc phần thảo luận, đại hội cũng đã biểu quyết chấp thuận trên nguyên tắc một chương trình cách mạng tổng quát, phân làm 2 giai đoạn, phá hoại và kiến thiết. A. Giai đoạn phá hoại được chia làm 3 thời kỳ. 1. Thời kỳ phôi thai, xây dựng đảng và thu nạp đảng viên hoạt động hoàn toàn bí mật. 2. Thời kỳ dự bị, phát triển tuyên truyền, tổ chức quần chúng, lập các nông, công đoàn, binh đoàn, học sinh, sinh viên, thanh niên đoàn, hoạt động bán bí mật, bán công khai. 3. Thời kỳ hành động, dùng võ lực, đánh đổ bộ máy thống trị thực dân phong kiến, lập nên chế độ Cộng hòa Dân chủ, mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc tiến bộ cho toàn dân. B. Giai đoạn kiến thiết cũng chia làm 3 thời kỳ. 1. Thời kỳ quân chính. Quân cách mạng chiếm được đâu là lập ngay chánh quyền cách mạng quân sự đến đó. 2. Thời kỳ huấn chính. Tổ chức các cơ cấu dân cử trực tiếp hoặc gián tiếp giáo hóa dân quen với nếp sống dân chủ về các thể chế mới, vân vân. Trong 2 thời kỳ này áp dụng nguyên tắc dĩ đảng trị quốc. 3. Thời kỳ hiến chính. Tổ chức phổ thông đầu phiếu bầu cử quốc dân đại hội, xây dựng hiến pháp và trao trả chính quyền lại cho toàn dân. Đã hơn 5 giờ sáng, hội nghị chuyển sang phần bế mạc bằng lễ tuyên thệ của tổng bộ mới. Tuy trong bản điều lệ không thấy nói đến, nhưng theo thông lệ lúc bấy giờ, thì mặc dù đã tuyên thệ ở chi bộ rồi, bất luận một đồng chí nào khi được đề cử lên một cấp bộ cao hơn đều phải tuyên thệ lại một lần nữa trước cơ quan mới này. Lần lượt 16 đồng chí từ 60 đến 70 tuổi đến trẻ từ 20 đến 30 tuổi nghiêm trang tuyên thệ trước bàn thờ Tổ quốc. Nguyện quyết tâm làm tròn sứ mạng đã được giao phó, hăng say đưa sự nghiệp cách mạng đến thành công mỹ mãn. Tuyệt đối hy sinh tất cả cho nước và cho đảng. Nếu sai lời, xin chịu tội tử hình.
và sau đó là lễ chuyển giao quyền hành từ đệ nhất chi bộ cho tổng bộ lâm thời tân cử do Đỗ Văn Sinh, niên trưởng chi bộ chủ tọa thay cho Nguyễn Thái Học, đã là chủ tịch đảng. Lúc này trời đã rạng đông và đại hội đại biểu lần thứ nhất tuyên bố bế mạc sau một đêm ròng thảo luận, suy tư trong một khung cảnh tuy sơ sài giản dị nhưng được một ý nghĩa thiêng liêng và trọng đại. Thế là Việt Nam Quốc Dân Đảng đã đản sinh cùng ngày với vị giáo chủ Thiền Chúa Giáo. Và cũng như vị giáo chủ ấy, người lãnh tụ của chúng ta đã mang tất cả để hy sinh cho chủ nghĩa của mình, theo lời Nhượng Tống nói hồi năm 1947. Tiếp nối chương trình phát thanh, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi lễ tưởng niệm Ngài Tăng Yên Bái lần thứ 91 do Thành bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Atlanta tổ chức vào ngày Chủ nhật 13 tháng 6 năm 2021. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và sau đây là cái bài tường trình của chúng tôi khi mà chúng tôi đến thành phố Atlanta vào ngày Chủ nhật 13 tháng 6. Thì vào chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 6 thì Thành bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Atlanta đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Ngài Tăng Yên Bái với sự tham dự đông đảo của các đại diện đoàn thể và nhân sĩ trong vùng. Về thành phần quan khách thì chúng tôi ghi nhận đến từ nơi xa xôi thì có ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc Dân Đảng đến từ Austin, Texas. Ông Trần Tử Thanh, Chủ tịch Hội đồng đại biểu Trung ương Việt Nam Quốc Dân Đảng đến từ tiểu bang Virginia. Và tại địa phương thì chúng tôi ghi nhận có bà Nguyễn Trà My, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, kiêm Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Georgia. Ông Võ Thái Hiền, Phó trị sự Thánh thất Cao đài Atlanta. Ông Vũ Quý Kỳ. Ông Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Hữu Trường, Giám đốc của Đài Tiếng Nước Tôi. Ông Cao Thái Hải, đại diện cho Tân Đại Việt. Ông Hà Thúc Trình, đại diện cho Đại Việt Cách Mạng Đảng. Ông Lê Văn Thành, đại diện Việt Tân. Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng đại biểu Người Việt Quốc gia Georgia. Ông Đoàn Tịnh, Hội trưởng Liên hội Cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kiêm Hội trưởng Thủy quân lục chiến tại Atlanta. Bà Lệ Đoàn, Ủy viên Giao tế Cộng đồng Người Việt Quốc gia Georgia. Ông Nguyễn Cao Trung, đại diện Hội Ái Hữu Quảng Nam Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hiền, đại diện cho Hội đồng Hương Huế. Ông Ngô Vĩnh Thông, Câu lạc bộ Thanh niên Thân Ái. Ngoài ra còn có một số nhân sĩ hiện diện trong buổi lễ, nhưng mà vì đến từ Hoa Đình Đốn nên chúng tôi có thể bị rất là nhiều thiếu sót. Rất mong được sự thông cảm của quý nhân sĩ và đại diện các hội đoàn ở tại địa phương. Chúng tôi ghi nhận là khi mà chương trình tưởng niệm được bắt đầu thì hai người MC giới thiệu quan khách, rồi sau đó là lễ chào quốc kỳ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và cái bài hát chào quốc kỳ Hoa Kỳ, cái bài quốc ca đó do chị Ngọc Lan trình bày rất là hay và có một cái giọng hát rất là cao. Và khi mà tới bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa đó thì các thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng và các thành viên của hội câu lạc bộ Thanh niên Thân Ái đã hát chung với nhau bài quốc ca mà chúng tôi ghi nhận rằng có một cái lối cách, cái phong cách hát cái bài này rất là trang trọng. Và ngay cả cái đảng kỳ của Việt Nam Quốc Dân Đảng khi được chào như vậy đó cũng do chính những anh chị ở trong câu lạc bộ Thanh niên Thân Ái trình diễn. Và phút mặc niệm để tưởng nhớ công đức tiền nhân và các vị tiên liệt của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã được một thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng đọc để mà ngỏ lời cảm ơn cái sự hy sinh của các tiền nhân nhân ngày lễ kỷ niệm lần thứ 91 của Ngài Tăng Yên Bái. Chương trình do chị Kim Anh và chị Lily Trần Bùi điều khiển thì chúng tôi ghi nhận là đó là hai chị đã thay nhau giới thiệu lời phát biểu của ông đại diện của ban tổ chức là ông Trần Văn Ninh, ngỏ lời chào mừng quan khách và sau đó là có những lời cảm ơn những thành viên trong ban tổ chức và nói cái ý nghĩa tổ chức của cái ngày Tăng Yên Bái, tại sao mà chúng ta phải tổ chức sớm hơn cái ngày 17 tháng 6 mới là đúng ngày.
Và ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận rằng là sau cái bài đó, sau cái lời phát biểu của ông là cái bài hát của thanh niên Việt Quốc do chính một thành viên của hội câu lạc bộ thanh niên thân ái là anh Trí Dũng viết và soạn nhạc, bài hát rất là hay. Rồi sau đó là chương trình tế lễ. Khi mà có chương trình tế lễ thì chúng tôi ghi nhận là ở trên khán đài có những người thành viên của Hội đồng Trung ương, có ông cố vấn của Thành bộ và có ông Trần Văn Ninh. Và cái chương trình được tổ chức buổi lễ tế lễ qua cái nghi thức là dân hương trên bàn thờ của 13 nhà cách mạng yêu nước của Việt Nam Quốc dân đảng đã bị Pháp đưa ra pháp trường vào ngày 17 tháng 6 năm 1930. Buổi lễ trang trọng được chấm dứt sau đó bằng một cái bài gọi là Nước Nam của người Việt Nam do nhạc sĩ Việt Khang sáng tác và được anh Nguyễn Cao Trung làm hội trưởng của hội thân hữu Quảng Nam Đà Nẵng trình bày rất là hay. Và tiếp theo là bài phát biểu của ông Lê Thành Nhân, chủ tịch Hội đồng chấp hành của Việt Nam Quốc dân đảng Trung ương. Và tiếp theo đó là bài Triệu Con Tim, cũng được chị Ngọc Lan trình bày. Và kế tiếp là bài phát biểu của ông Trần Tử Thanh, chủ tịch của Hội đồng đại biểu của Việt Nam Quốc dân đảng Trung ương phát biểu. Và tiếp theo cái bài phát biểu của ông Trần Tử Thanh là cái bài Anh của ông của nhạc sĩ Nguyễn Nhân Đông do chị Lily trình bày. Thì chúng tôi ghi nhận là khi mà chương trình nó bắt đầu thì có những bài nói chuyện rồi xen kẽ những cái bản nhạc có tính cách yêu nước và có những cái tinh thần để mà làm thế nào để mà giới trẻ có một cái sự hiểu biết. Do đó nên nhịp nhàng qua những lời phát biểu và những bài hát thì chúng tôi ghi nhận đây là một cái mô thức rất là hay trong cái ngày tang, ngày đau khổ của những người mà Việt Nam đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ đất nước bị Pháp giết hại. Nhưng mà xen kẽ đó thì chúng ta cũng thấy được một cái hùng khí của những người thanh niên trong những giai đoạn sắp tới. Có thể họ sẽ là những người để mà nắm lấy những cái vai trò có thể thay đổi được cái vận mệnh của đất nước Việt Nam của chúng ta. Và cái chương trình nó được sau đó được chấm dứt và ban tổ chức đã cho lễ tiễn quốc kỳ cũng như tiễn đảng kỳ ra khỏi hội trường. Chúng tôi, Võ Thành Nhân xin kính mời quý vị theo dõi một số những cái phỏng vấn của chúng tôi, phỏng vấn ông Lê Thành Nhân và phỏng vấn ông Trần Văn Ninh về vấn đề mà ý nghĩa của cái ngày tang Yên Bái nó quan trọng như thế nào đối với lại giới trẻ, cũng giống như là ý nghĩa của ngày tang Yên Bái nó sẽ ảnh hưởng như thế nào trong tương lai đối với những cái tổ chức của Việt Nam Quốc dân đảng. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa anh Võ Thành Nhân, giám đốc đài truyền hình SBTN Washington DC và thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, ngày 17 tháng 6 năm 1930 cách đây 91 năm là một ngày rất quan trọng đối với tuổi trẻ Việt Nam, bởi vì ngày đó 13 anh hùng dân tộc Việt Nam dân đảng rất là trẻ, họ đều tuổi dưới 30 và đã hiến mạng sống của mình cho nền độc lập của dân tộc. Và trước khi lên đoàn đầu đài đền ở nước, họ đã hô to Việt Nam muôn năm. Như vậy là cái ngày tất cả các vị anh hùng dân tộc yêu nước đó mất đi là họ mất cho cả một cái dân tộc Việt Nam, chứ không phải riêng gì Việt Nam Quốc dân đảng. Cho nên các thế hệ sau này luôn luôn dùng ngày đó giống một di sản để mà cứu nước. Và những người trẻ hôm nay là tương lai của tuổi trẻ, do đó tưởng niệm anh hùng dân tộc Việt Nam dân đảng là tưởng niệm những người yêu nước. Và những người yêu nước là truyền lại cái ngọn lửa yêu nước cho muôn ngàn đời sau. Và cái sự tưởng niệm này nó mang một ý nghĩa quan trọng cho dân tộc và đất nước của chúng ta ngày hôm nay để cứu nước, đánh đuổi quân Trung Cộng ra khỏi xâm lược và giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam tại Việt Nam. Những người trẻ yêu nước 13 vị anh hùng dân tộc này, ông Nguyễn Thái Học mới 27 tuổi và tất cả những người khác mới 22, 23, 21 tuổi, thì những người này họ đã sẵn sàng hiến dâng cái mạng sống của họ cho nền độc lập của dân tộc. Thì cái sự ra đi của họ một cách rất là vô cùng trong sáng đối với tuổi trẻ yêu nước Việt Nam và nhắn nhủ cho thế hệ sau này, lúc nào dân tộc lâm nguy thì tuổi trẻ đứng lên để cứu nước.
Do đó tượng niệm ngày tang Yên Bái để thúc giục những người trẻ ngày hôm nay đất nước chúng ta đứng trước cạnh ngoài xâm của Trung Cộng, xâm lược chiếm toàn bộ Biển Đông và chiếm của đất nước Việt Nam, muốn biến đất nước chúng ta thành một thuộc tịch của Tàu. Do đó những người trẻ hôm nay cần phải đứng lên gánh vác lịch sử và noi gương tinh thần 13 vị dân tộc anh hùng dân tộc này để cứu nước. Ngày xưa thực dân Pháp cai trị nước Việt Nam một cách rất là hà khắc. Và ngày hôm nay Việt Nam đang đứng trước hai kẻ thù, nói đúng không? Kẻ thù Trung Cộng muốn biến nước ta thành một thuộc tỉnh của Tàu, và Cộng sản hầu như là muốn đi theo Trung Cộng để bán nước Việt Nam. Như vậy thì tuổi trẻ Việt Nam hơn bao giờ hết muốn đứng lên cứu nước, phải theo cái gương tinh thần vì nước quên thân, vì dân quên mình nó để mà cứu nước. Không thể nào mà để cho đất nước của chúng ta lâm vào tình trạng như vậy, và cũng không thể nào để cho đất nước chúng ta có một kẻ mà làm tay sai cho kẻ ngoài xâm liên tục đến như vậy. Thưa anh, là thành bộ Việt Nam Quốc dân Đảng bắt đầu nhen nhóm hoạt động từ năm 2012, với lần đầu tiên là một số đảng viên nhỏ, nhưng mà sau đó dần dần là cái số hậu vệ của Việt Nam Quốc dân Đảng tham gia tích cực và được tổ chức ra cộng đồng, lần đầu tiên cho cộng đồng là năm 2016, và tiếp theo đó năm 17, 18, 19 đến năm 20, vì cái tình trạng dịch bệnh do đó cho nên không có tổ chức cộng đồng được, phải tổ chức trong nội bộ. Mặc dù tổ chức trong nội bộ nhưng mà một số anh em thân hữu và bạn bè tham dự cũng tương đối đông đủ. Và suốt trong cái thời gian đó thì thành bộ Việt Nam Quốc dân Đảng đã tổ chức tuyên thệ một số anh em hậu vệ trở thành là đảng viên chính thức, và cái lực lượng của thế hệ trẻ tham gia thành bộ Việt Nam Quốc dân Đảng tại Atlanta đến nay cũng đã có 10 đồng chí đảng viên trẻ. Và bên cạnh đó thì thành bộ Việt Nam Quốc dân Đảng có tổ chức một lực lượng thanh niên, gọi là cái cơ quan ngộ vi, để làm cái nòng cốt hoạt động với người quần chúng, thì thành lập một cái câu lạc bộ thanh niên thân ái. Và câu lạc bộ thanh niên thân ái đó cũng được hình thành năm 2018 và năm 2019, với cái số lượng của câu lạc bộ thanh niên thân ái đến nay cũng phải là trên 50-60 anh em là nòng cốt, đã tổ chức những cái picnic ở bên ngoài để gây cái phong trào của câu lạc bộ thanh niên thân ái. Và hôm nay là năm 2021 thì thành bộ Việt Nam Quốc dân Đảng cũng tổ chức công khai ra cộng đồng. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2021. Và thành bộ Việt Nam Quốc dân Đảng cũng rất hân hoan vui mừng được chào đón đồng chí Lê Thành Nhân là chủ tịch hội đồng đại biểu Trung ương từ Tách Sịch về tham dự, đồng chí Trần Tử Thanh chủ tịch hội đồng đại biểu từ vùng Hoa Thịnh Đấu về tham dự. Cái chương trình lễ tang Yên Bái ngày hôm nay được tổ chức tại nhà hàng Happy Valley, với cái quan khách tham dự là mời hết tất cả các vị đại diện của cộng đồng người Việt quốc gia cũng như là cộng đồng người Việt, các quân binh chủng, các đơn vị như pháo binh, hải quân, nhã dù, thủy quân chiến. Còn về tôn giáo thì có Công giáo, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, và tất cả những thân hữu và đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng về tham dự đông đủ. Và chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay, tức là ngày 13 tháng 6 năm 2021. Cái diễn văn khai mạc thì với tư cách là trưởng ban tổ chức nên không nói đi sâu vào nội dung, nhưng chỉ là cầu chúc tất cả quan khách đến tham dự đã vượt qua những cơn đại dịch của Vũ Hán mà đến tham dự là điều thành bộ rất là vui mừng, rất hân hoan đón tiếp. Và cái chương trình cái lễ chính hôm nay là có đồng chí của Trung ương về là phát biểu là diễn giả chính. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới. Xin được cảm ơn anh Võ Thiên Toàn đã rap nối chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào. Kính thưa quý vị, chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân Đảng đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích và phong phú hơn. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con cô bác, với lời cầu chúc luôn may mắn, an lành và thành đạt trong cuộc sống.